Giờ em sẽ cắt thử xem như nào nhá. Đây, cắt thử này này. Đây, mỡ thì nó chảy xuống dưới đâu. Đây, ăn thử xem nào. Thực sự đấy, thì mình thấy rất ngon. Hello, hello, xin chào các bác. Vâng thì thời gian gần đây ấy, các bà nội trợ chia sẻ nhau về cái sản phẩm nồi chiên không dầu rất là nhiều luôn. Nghe nói là làm món ăn rất là ngon mà em thì em tâm hồn ăn uống khá là manh đấy. Thế là nên là em lên trên Shopee và em tìm thử cái sản phẩm này xem nó như nào, em thấy giá nó rất là khá là hấp dẫn thì em có đặt mua một chiếc luôn các bác nhá. Đây này, đây là một chiếc nồi chiên không dầu, các bác nhìn thấy nào, em mua hẳn một chiếc to 4,5 lít luôn đó, một chiếc nồi chiên không dầu với dung tích là lớn là 4,5 lít này, với giá chỉ có 908.000 thôi. Và đây là một sản phẩm nội địa của Trung Quốc mà không biết là liệu chất lượng nó như nào, thế này em mua về và em review cho các bác xem luôn, và chút nữa em sẽ thử làm một món ăn xem nó như nào nhá. Đó, các bác nhìn thấy không, cái này là em mua trên Shopee và vận chuyển về Việt Nam bởi vị GNT. Em đặt đâu khoảng một tuần là em đã nhận được hàng rồi, và nhận hàng em mới phải thanh toán, mức thanh toán của em chỉ có 908.000 thôi. Đây, gọi là 910.000 là sẽ mua được một chiếc nồi chiên không dầu loại to như này. Còn các bác nào mà muốn mua loại bé thôi ấy, thì nó chỉ rơi vào tầm loại mà nhỏ một chút hơn một chút đấy, thì nó chỉ rơi tầm khoảng 700 thôi. Nhưng bây giờ em mua hẳn được loại lớn bởi vì biết đâu đông người bạn bè nhỏ rủ nhau về nhậu nhẹt, em sẽ nấu muốn nhiều món ăn hơn đúng không? Đó, các bác nhìn thấy nhá, đây là một sản phẩm của nội địa Trung Quốc, có cái hãng gọi là hãng Sakama này, nghe như tên tiếng Nhật, gọi là sản phẩm của nội Trung Quốc này, với tên model là BM 1011 nhá, điện sử dụng là 220V này, các bác nhìn thấy không, 4,5 lít này đấy, trọng lượng của nó là 3,6 kg, và cái sản phẩm này có công suất tối đa đến 1350W. Đó, công suất tối đa chỉ có 1350W thôi. Đó. À, các bạn nhìn thấy không? Đây có cái số serial number đồng hồ này. Đó, các tiêu chuẩn về đóng gói cũng như là để lên này và dễ vỡ này, hay tránh sáng mặt trời này. Đó, tránh nói được tất cả là quy chuẩn ở trên hộp nó in hết. Đây là một sản phẩm của nội địa chung của thương hiệu đồng hồ. Thế nên là chúng ta có thể hoàn toàn là yên tâm. Đấy, chứ không phải là cái thương hiệu trôi nổi giống như chúng ta mua ở chợ bóng cái đâu. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đấy, này. Thì cái sản phẩm này em mua trên Shopee và được vận chuyển từ Thẩm Quyến các bác nhé, là một chợ điện tử lớn nhất của Trung Quốc luôn. Đó, đấy, các bác nhìn thấy hình ảnh nó là như này nhá. Đây, bên này thì nó giống như thế kia thôi. Đó, ai bên nhà bây giờ em sẽ mở hộp xem như nào nhá. À, ok, các bác thấy nhìn không? Chuyển từ Trung Quốc về và đóng gói rất là chắc chắn luôn, đóng gói như này luôn nhá. À, em sẽ cắt luôn. Bên trong chắc chắn rồi, một cái thùng xốp. Đó. Một cái lớp xốp để bảo vệ. Đó, các bạn nhìn một chiếc nồi rất là to luôn. À, một chiếc nồi rất là to luôn. Này nhá. Đó. Nó sẽ có bên dưới sẽ một miếng xốp nữa mà. Không có miếng giấy sử dụng vào luôn. Chắc là trong cái túi này. Nồi thì được đóng ngược các bạn, bao giờ đóng ngược thế này, đây nó không có giấy rất sử dụng. À, đó ở bên trên này nhá, hoàn toàn là không phải tiếng Anh, ngôn ngữ là tiếng Anh. Ở bên trên này nó sẽ có rất là dễ này, nó hướng dẫn cho các chúng ta nấu thịt này, là khoai tây chiên với 200 độ C này, đây là một miếng thịt chỉ là 180 độ C thôi. Đó, đây không biết là món gì, gà 180 độ C, cá chỉ là 180 độ C thôi, và làm bánh được. Làm bánh được luôn các bạn nhá. Đó là bánh với là 200 độ C. Đó của hãng Sakama này. Đó, ở tên tiếng Trung Quốc ở đây. À, rất dễ thôi. Ở phía trên này là chúng ta sẽ có cách chỉnh nhiệt độ, đúng chưa? Là thịt là chúng ta sẽ để là 180 độ C. Và đây là cái thời gian hiện giờ. Đó. Xung quanh thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đây em mua một sản phẩm với chân sạc như thế này. Nó gửi chân sạc như này. Chân sạc này thì thường hay sử dụng ở những nước như Úc, ở Trung Quốc nó không dùng cho sạc này. Cái này thì chút nữa thì chúng ta phải bẻ đi rồi, cho chúng ta không thể cắm được ổ điện thông thường ở nhà chúng ta. Nếu ổ đa năng thì chúng ta mới cắm được. Đó. Đây, sau này nó sẽ có một cái, chắc là cái này để thoát hơi. Khỏe này không nhỉ? Đấy, khỏe rồi.
Rồi trên này là nắp. À đây là cái quai. Đây là cái quai các bác nhé. Rồi trên này là cái quai sách này. Đây. Có cái tem niêm phong ở cái khu vực này là khu vực để cho thức ăn vào này. Đây là một cái tem niêm phong. Đó các bác nhìn thấy không? Đây là một cái tem niêm phong này. Rồi bây giờ em sẽ bóc này nhé. Đây là sản phẩm mới hoàn toàn luôn. Đây em sẽ bóc này các bác xem. Đây là dung tích 45 lít này, rất là to luôn. À, sách rất là rộng, có thứ ở trong này các bác ạ. Đây, đây, đây. Sách hướng dẫn sử dụng này. Đây có một số cái chân. Một số cái chân. Đó, một số cái đệm. Đây là một cái khay để đồ ăn. Khay để đồ ăn ở đây. Đó. Đệm cao su này. Và các bác thấy không? Đây là một cái chất liệu mà chất liệu bằng nhôm mà được tráng một lớp chống dính, là giống như cái chảng dính ấy, y như cái nồi cơm điện, giống cái nồi cơm điện. Đấy. Và khi chúng ta mà nấu ăn thì chúng ta sẽ để nó ăn ở đây như thế này. Ở đây là một số cái chân cao su nhé. Thì để tránh xước cái này thì chúng ta sẽ để chân cao su ở chỗ này. Đó là sẽ tạo thêm mà không hiểu là sao ở chân cao su này nó có bị cháy không nhỉ? Chắc không bị đâu, bởi vì nó đã cho thì chắc mình. Còn nó bị cháy thì hàng vớ vẩn. Đó, để chân cao su vào đây. À cho đúng 4 cái luôn. Đó. Thì để chúng ta để nó ăn đây này. Đấy, để nó ăn vào khu vực này. Đúng cái chiều như này. Đấy, sau đó thì đồ ăn nó sẽ nấu và nó sẽ róc mỡ xuống bên dưới và sau đó ăn nó sẽ là khô luôn. Đó, cái này chắc là chân của cái máy. Đây, nấu bằng cái máy xo điện ở trên này thôi, nó như một cái bếp điện bình thường. Đó. Đây chân máy này. Đó, một chân lên lắp vào đây. Đây cái này thì nó sẽ các bác phải nhớ là nó sẽ có công thức để nấu. Thì nhiệt độ của các thịt hay là cá nó sẽ để vào trong 80 độ C, nhưng công sách rất là dụng thì hoàn toàn nó bằng tiếng Trung hết. Nhưng mà nội dung cơ bản thì chắc là mình nhìn thì mình sẽ hiểu hết thôi. Đó, sách rất là dụng hoàn toàn là tiếng Trung thôi. Chứ không có một cái gì cả mình sẽ không hiểu. Ok, bây giờ em sẽ đi rửa qua cái này và sau đó nấu thử món nha. Ok, các bác chờ chút ạ. Cái việc rửa cái sản phẩm này rất là dễ thôi. Đó, chỉ cần xả nước là xong, bởi vì đây là một cái nồi như cái nồi cơm điện này. Đó, để cái khay lại như thế này. Thì bây giờ em đã có một miếng thịt được ướp sẵn ở đây nhá. Bây giờ em sẽ cho vào nồi này và sau đó em nấu thử xem là như thế nào. Ok, thì chắc là miếng thịt này thì mình hiện giờ tầm khoảng 10 phút đi. Để 180 độ C và để 10 phút xem liệu có chín hay không. Tốt nhất là em để 15 phút đi. Vì lần đầu tiên chưa biết, bản thân em chưa nấu thử cái này bao giờ, em chưa biết liệu là 15 phút nó có đủ hay không. Đó. Bóc cái này thôi, chặt cái trứng. Ok. Ok, bây giờ sẽ cắm điện. Dễ. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó sáng đèn xanh như này. Đó, và nhiệt độ chỉ thôi, em chỉ 180 độ C thôi. Và bây giờ em sẽ hẹn khoảng 15 phút nha. Đó, thì cái này nó giống như là cái hẹn giờ của lò vi sóng, hay là giống như cái hẹn giờ của cái quạt ấy. Thì chúng ta chỉ vặn đây vào, sau đó tự động nó chạy về, khi nào xong thì nó sẽ báo. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi để xem nó làm nhá.
Có. Là nó sẽ là. Ok ok, có vẻ cháy, có vẻ vẻ như là nó sẽ xe một chút. Cái này thì tức là như thế này. Đây, nói với nhá. Miếng thịt to hay bé ấy, hay là một con cá hay là một đứa gái ấy. Thì vì sao em chỉ để, bây giờ em chỉ để 15 phút nhất là để cho nhanh, thứ hai là em rất sợ bị nó cháy. Bởi vì sợ lâu quá thì bị cháy thì bây giờ mới là thử nghiệm, em chưa thử dùng thử cái này bao giờ. Thì theo nhiệt độ thực phẩm thì sản xuất người ta khuyến cáo là sử dụng thịt cá rồi các thứ 180 độ C, hay là khoai tây thì dùng 200 độ C chẳng hạn là mắc ở đây. Đúng không các bác? Còn thời gian tối đa cho chiếc máy này hoạt động là 30 phút. Thì nếu như các bác làm thực phẩm thì em khuyên các bác là cứ chỉnh hẳn 30 phút đi. Đó, chỉnh hẳn 30 phút để mà mình có thể là, nếu mà cái thịt quá dày ấy, nó chưa chín ấy, thì chúng ta sẽ làm lại, đúng không? Ok nhé. Thì bây giờ em sẽ mở ra và dùng thử cái món ăn này đó, xem nó ngon hơn là việc mình là dùng bằng chảo rán thông thường không nhá. Đây đó này. Ok chưa ạ? Bây giờ em sẽ lấy miếng thịt này ra. Đây đó nha. Rất là ngon luôn. Thì thực ra nếu mà cái miếng thịt này thì nó chỉ hơi xe một chút thôi. Có thể là chúng ta sẽ bật lâu hơn một chút để cho nó có màu vàng, hoặc là chúng ta có thể ướp gia vị để có màu vàng. Xe một chút để cho nó giống thịt nướng hơn, thịt rán hơn. Đúng, thực sự là rất giống thịt rán mà chúng ta không hề mất dầu gì cả, chỉ bỏ miếng thịt vào xong. Đó. Đây là một miếng thịt mà chỉ rất là ngon. Bây giờ em sẽ cắt thử xem như nào nhé. Đây, cắt thử miếng này vậy. Đây, mỡ thì nó chảy xuống dưới đâu. À, ăn thử xem nào. Em chưa nói gì về vấn đề gia vị. Gia vị, bởi vì em ướp gia vị thì rất là ngon mà. Ngon hay không nhiều phần ở gia vị của mình nữa. Nhưng em mới nói đến cái việc của nó nướng. Thực sự ấy, thì mới thì rất là ngon. Nếu mà dạng chiên như này thì chúng ta rất là nhàn. Bởi vì khi các bác chiên trên chảo, các bác phải trông rất là mất thời gian, và các bác phải đảo lên đảo xuống rất là mất thời gian. Nhưng cái việc mà em cho vào chảo, em ấn và em chờ đợi ấy, mà em lấy ra thì thực sự ở đây là ngon hơn rất là nhiều so với em rán bằng tay luôn. Rất là ngon quá nhá, mà lại không tốn dầu, nó cảm tưởng như nó như một miếng thịt nướng ấy. Không quá là khô đâu. Không quá là khô. Không biết là bật lâu hơn là 3 phút liệu nó khô hay không, nhưng đây không quá là khô. Đây. Các bác hãy nhìn nhá. Cái phần dầu đó là cũng không phải là nhiều, nó cũng ít thôi mà là dính vào đây. Cái này rất là dễ rửa rồi. Đó, mà không biết sao này nó cũ thì đâu có dễ rửa hay không. Nói rửa, chúng ta rửa thông thường thôi, đừng rửa bằng cái bún áp sắt, bởi vì bún áp sắt thì rất là dễ là nó sẽ bị xước và sau đó sẽ mất đi rất dính. Xứng đáng mức tiền mình mua rất là ngon, và rất là ngon luôn. Đây là một miếng thịt khoai tây chiên như nào. Thì nếu các bác nào đã từng sử dụng cái sản phẩm này về khoai tây chiên hay mức thử khác này, thì các bác comment ở bên dưới để cho mọi người cùng xem, mọi người cùng quyết định mua cái này nhé. Với giá mà tầm khoảng 900.000, bây giờ nó không phải quá là đắt so với cái mức độ mà chúng ta mua một chiếc này. Đó, nhiều khi chúng ta mua một chiếc chảo chiên bình thường bằng lửa ấy là chúng ta đã mua rất là nhiều tiền rồi. Nhưng mà đây là một chiếc chảo chiên tự động bằng điện thì em thấy rất là thuận tiện, và đây là hàng nội Trung Quốc, em dùng khá là tốt. Ok nhá, các bác thấy hay thì các bác cho em một like để và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đó, có vấn đề gì thì comment bên dưới nhá. Các bác sẽ có clip trở về, hẹn gặp lại các bác.